Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Quỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bạc hà ngâm chua. Thì các bạn biết là bạc hà vào cái mùa mưa này có rất là nhiều, cho nên là mình sẽ tận dụng cắt cái phần bạc hà để mà ngâm chua. Và sẵn tiện thì mình xin giới thiệu cho các bạn luôn. Với lại cách làm rất là đơn giản, chỉ cần các bạn xem hết clip này các bạn có thể thực hiện được. Vậy nếu bạn đang quan tâm xin mời theo dõi clip của mình nhé. Và đây là cái phần bạc hà mình mới cắt ở ngoài vườn vào. Các bạn biết là cái mùa mưa này á, bạc hà nó rất là tốt luôn. Các bạn nhìn thấy là những cái bẹ của nó rất là to, rất là tốt luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mình để nấu canh chua thì ăn hoài cũng không có hết, cho nên là mình sẽ tận dụng, mình sẽ muối chua. Và cái bạc hà này mình muối chua là mình sẽ lột cái phần vỏ đi nha, tại nó không giống như là môn ngọt á, mình để phần vỏ được. Và các bạn biết là đối với môn ngọt á, thì mình làm muối chua mình sẽ để cái vỏ lại. Lý do là cái vỏ của cái môn ngọt này nó sẽ giòn, mình ăn nó không có bị dai, mình ăn được. Nhưng mà đối với cái bạc hà này nè, mình không thể nào để cái phần vỏ của nó lại được, tại vì nó rất là dày với lại nó rất là dai, cho nên là mình để lại là mình ăn không có được, buộc lòng mình phải lột hết cái phần vỏ của nó ra nha. Thì các bạn thấy là cái vỏ nó rất là dễ lột. Với lại mùa mưa này á, nó cái kiểu nó tức nước đó các bạn, nó tức nước, nó no tròn, cho nên là mình cũng dễ lột ha. Và cái phần này á, thì mình sẽ lột hết rồi. Trước khi để tiến hành ngâm rửa gì đó thì mình phải rửa sạch với nước rất là nhiều lần nha, để loại bỏ những cái bụi bẩn nó bám vào. Đó, như thế này đã, mình rửa lại khoảng 3-4 nước đi. Rửa càng sạch càng tốt nha các bạn. Và sau khi mình rửa sạch chúng rồi á, thì mình sẽ cắt từng khúc ra. Thì đối với sở thích của mỗi người mà các bạn có thể mình cắt theo cái khổ vuông hay tròn hay là xéo thì tùy thích. Tuy nhiên thì cái bạc hà này của mình á, do là cái bẹ nó rất là to, cho nên là mình cắt ra nó thành nhiều miếng như thế này nè. Còn nếu như mà cái bạc hà của nhà bạn mà nó nhỏ nhỏ thì mình cũng không cần bổ đôi đâu nha. Còn cái bạc hà của mình nó to đến nỗi mà mình phải bổ ra làm 4 luôn á. Các bạn thấy nó rất là to luôn nè, làm 4 làm 5 luôn đó. Đó, rất là to luôn đó. Và sau khi mình đã chẻ ra vừa miếng hết rồi á, thì mình sẽ ủ muối nha các bạn. Mình không bóp, mình không có dùng tay để mình bóp cho nó xẹp lại trước, mà mình sẽ ủ muối. Thì tùy theo cái lượng bạc hà mà các bạn cho muối vào. Thì ở đây á, mình sẽ cho vào khoảng 4 muỗng canh muối á, tại vì cái lượng bạc hà của mình nó nhiều nè. Sau khi mình bỏ muối vào thì các bạn phải trộn cho nó là thật đều, để đảm bảo cho những cái miếng bạc hà của mình nó thấm đều muối hết. Vì cái cách ủ muối này của mình á, làm cho cái bạc hà nó sẽ tốt lại, tức là mình sẽ đỡ mất cái thời gian mà mình ngồi mình bóp cái bạc hà cho nó mềm á, cho nó xẹp xẹp lại đó. Cho nên là trước tiên thì mình phải ủ muối. Và cái phần này mình đã ủ muối được 2 tiếng rồi nè các bạn. Đó, thì các bạn thấy nó đã xẹp lại rất là nhiều luôn ha. Thì bây giờ mình chỉ việc là mình sẽ bóp cho cái phần nước này nó ra hết. Mình sẽ không rửa lại nữa nha, tức là mình sẽ vắt cái phần nước cho nó ra hết luôn. Tại vì nếu mà mình để mà mình muối dưa luôn thì nó hơi mặn, cho nên vắt hết cái phần nước muối này ra. Nhưng mà mình sẽ không rửa lại. Rửa lại thì nó sẽ mất đi cái nước muối trong đây rất là nhiều, với lại nó thấm nước nhiều lắm, cho nên mình sẽ không rửa lại. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào một cái keo như thế này để mà mình tiến hành muối chua. Thì các bạn có thể bỏ vào cái keo nhựa hoặc là cái keo thủy tinh cũng được. Thì các bạn ở nhà mình có cái keo nào mình cứ bỏ vào cái keo đó nha. Đó, sau khi các bạn ém xuống như vậy là được đó. Thì cái công thức muối này nó cũng rất là dễ nè. Cứ 500ml nước thì các bạn cho vào là một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nào cũng được, tức là bột năng cũng được, bột mì cũng được, bột gạo cũng được. Thì nếu mà mình bỏ vào cái bột như thế này là mình thay cho cái nước cơm mình vo đó. Với lại nó sẽ làm cho lên men chua hơn là mình không có cái bột này. Và
một muỗng cà phê đường thì các bạn cứ là 500 ml nước, tỷ lệ của các nguyên liệu khác là một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột, thì bột nào cũng được. Và các bạn dùng bột để mà mình muối chua như thế này á, cho dù là mình muối dưa cải, dưa leo hay là bất cứ một cái nguyên liệu nào khác để mình muối chua, thì cái nguyên liệu được muối chua đó nó rất là trắng. Điển hình như là mình muối bạc hà thì sau khi thành phẩm á, các bạn thấy là trong cái phần bạc hà này nó sẽ rất là trắng, nó sẽ trong, nó không có một cái dịch đục như là những cái công thức khác đâu đó các bạn. Thì các bạn sau khi mà mình ém cái phần bạc hà xuống, mình đổ nước từ từ cho nó ngập hết. Các bạn canh sao cho nó ngập đều hết bạc hà của mình nha. Và mình ấn xuống, nếu như các bạn có cái đầu gài ấy, thì các bạn cứ gài xuống sao cho bạc hà nó sẽ nằm hết ở trong nước như thế này. Thì các bạn thấy bạc hà nó do ở trong á, nó bọng á, cho nên là mình phải đổ nước từ từ nha. Chứ mà mình đổ một lần có tí xíu là mình thấy nó đầy rồi, cho nên là các bạn cũng phải đổ từ từ sao cho cái bạc hà này nè nó thấm từ từ nước hết, thì như vậy nó sẽ chua. Và các bạn đậy nắp lại cho mình nha. Và đây là thành phẩm sau 2 ngày mình muối chua bạc hà này các bạn, để mình mở nắp ra cho các bạn xem như thế nào. Đây các bạn thấy ha, nước nó đã hút hết vào những cái thân của bạc hà luôn á, những cái miếng của bạc hà là như thế này nè đó. Mình đổ nước vô ngập hết rồi, nhưng mà bây giờ nó đã thấm hút vào hết luôn đó các bạn, nhưng mà nó vẫn còn nước trong đó nha. Để mình gấp ra vài miếng cho các bạn xem như thế nào. Đây các bạn thấy nè, thì đối với dưa chua bạc hà này thì sau khi thành phẩm thì các bạn muốn ăn á nha, thì mình sẽ vắt hết cái phần nước chua ở trong cái thân bạc hà này ra nha. Nếu mà mình để thì nó rất là chua, mình vắt nó ra mình sẽ rửa lại với nước, lý do là nó rất là chua đó. Mình sẽ rửa lại với nước một hai lần nước cho nó giảm cái độ chua đi. Thì mình cũng có thể ăn sống như thế này, hoặc là mình dùng để xào, hoặc là mình nấu canh chua. Thì mình thấy muối chua như thế này dùng để nấu canh chua rất là ngon, hoặc là xào chua rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và cách làm bạc hà muối chua của mình đến đây xin được phép tạm dừng. Và nếu như các bạn còn cách nào hay hơn, hữu ích hơn, các bạn cũng có thể để lại bên dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn hãy tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký. Và đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.